Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Sau khi chứng kiến Quang Liêm đoạt ngôi Á quân giải cờ vua siêu hạng Praha Master 2022 và thăng tiến thần tốc trên bảng xếp hạng các cao thủ mạnh nhất thế giới, các fan hâm mộ cờ vua Việt Nam lại hướng về thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để cổ vũ cho các thần tượng của mình tranh tài tại Candidate, giải đấu chọn ra người thách đấu tranh ngôi vua cờ với Magnus Carlsen. 8 kỳ thủ có vé tham dự Candidate bao gồm đương kim vô địch World Cup Gen Duda, đương kim Á quân thế giới Nepom Nyachi, đương kim vô địch hệ thống siêu giải Grand Suisse Alizeza Firoza, Á quân siêu giải Grand Suisse Fabiano Cazorla, đương kim vô địch hệ thống siêu giải Grand Prix Hikaru Nakamura, Á quân hệ thống siêu giải Grand Prix Richard Rapoport. Kỳ thủ có hệ số Elo cao nhất thế giới Đinh Lập Nhân và Candidate 2021 Tây Mâu Ratsavo. Rất nhiều các fan hâm mộ đã bỏ phiếu cho Nakamura với hy vọng ông thánh tấu hài này sẽ vào thách đấu với Magnus Carlsen và hai bên sẽ tạo ra một trận chung kết vô tiền khoáng hậu với bông Clow. Trước đó thì Carlsen từng tuyên bố nếu người vô địch Candidate vào thách đấu với anh lần này không phải là Fioza thì anh sẽ từ chối bảo vệ ngôi vua cờ. Khi đó thì hai người hạng nhất và nhì Candidate sẽ solo với nhau để chọn ra người vô địch. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu mở màn Candidate giữa Fabiano Cazorla và thần sấm Nakamura. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn đăng ký để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin nhé. Cazorla dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho Candidate lần này. Anh nhanh chóng khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4. Nakamura đáp trả bằng nước tốt E5. Nhiều khán giả xem trực tiếp trận đấu này đã mường tượng ra rằng Nakamura sẽ sử dụng bông Clow để đối phó với người đồng đội ở đội tuyển Mỹ. Liệu rằng thần sấm có dám dùng bông Clow hay không? Chúng ta hãy cùng xem tiếp. Trắng nhảy mã F3, đen nhảy mã C6. Trắng phi tượng lên B5, sử dụng phòng thủ Tây Ban Nha, loại khai cuộc thường thấy ở các trận đấu đỉnh cao. Đen nhảy mã F6, sử dụng hệ thống phòng ngự, bức tường Berlin, phản kích vào trung tâm E4. Trắng đẩy tốt D3 bảo vệ. Đen triển khai tượng lên C5, chĩa về phía cánh vua. Trắng ăn tượng vào C6, đen ăn tốt lên C6. Nếu bây giờ mà trắng ăn tốt E5 thì sẽ dính đòn phản công. Hậu D4 bắt mã và đe dọa chiếu hết ở F2, khiến cho trắng sẽ bị mất mã. Do đó trắng phát triển mã cánh hậu lên D2, đen đưa tượng lên E6, trắng nhập thành, an toàn vua cái đã, đánh nấm sau. Thấy vậy, đen không dám đú với trắng, vội vã lùi tượng về D6 bảo vệ tốt. Trắng di chuyển mã lên B3, đen lên hậu E7, trắng tiếp tục nhảy mã lên A5, chọc ngoáy cánh hậu của đen. Đen qua xe B8 bảo vệ tốt. Trắng phi tượng lên G5, tung đòn rằng ghim chặt mã đen. Những ai chơi khai cuộc Ý và Tây Ban Nha đều hiểu rõ sự khó chịu khi bị rằng như thế này. Chính vì vậy mà đen lập tức đẩy tốt H6, đuổi tượng trắng chạy về H4, tiếp tục duy trì thế rằng. Nakamura hung hăng đẩy tốt G5, truy sát tượng. Trắng chạy tượng về G3, phối hợp cùng mã, tấn công lại vào tốt E5. Đen lùi mã về D7, bảo vệ. Thấy vua đen vẫn ở giữa bàn cờ, trắng nhanh chóng dâng tốt D4, phản kích vào trung tâm nhằm mở toang cờ cho các quân đánh thẳng vào vua đối thủ. Đen đẩy tốt F6, cố gắng giữ vững trung tâm. Trắng lên hậu D3, mở thông hàng 1 cho hai xe sẵn sàng tham chiến ở các điểm nóng. Đen đẩy tốt H5, đe dọa tràn xuống H4 bắt chết tượng. Để đối phó với các cuộc tấn công cánh, một cuộc phản công ở trung tâm là cách ứng phó hiệu quả nhất mà trắng chủ động. Ăn tốt vào E5. Đen ăn mã lên E5, trắng ăn tượng vào E5. Đen ăn tốt lên E5, trắng lùi mã về C4, hợp sức để vây bắt tốt E5. Đen qua xe D8, rình rập trên cột D, gián tiếp bảo vệ tốt. Trắng ăn mã vào D6, đen ăn tốt lên D6.
Lúc này thì trung tâm của đen đã được củng cố. Trắng bèn qua hộ E3, tung đòn tấn công đôi nhằm vào tốt G5 và A7. Đen thúc tốt tràn sang G4 bắt mã. Trắng chạy mã về D2. Đen đẩy tốt A6. Trắng lên tốt B3. Chuẩn bị sẽ dâng tốt C4, tạo thành gọng kìm khóa chặt điểm D5, tạo ra con tốt chậm tiến ở D6 trong thế trận của đen. Trong tôi thì ở đây đã chót giang hồ thì đen nên tiến tốt sang H4, chuẩn bị đột phá thẳng vào hệ thống bảo vệ vua trắng. Tuy nhiên thì đen không dám hành động, liền nhập thành, đưa vua vào góc bàn cờ. Khi mà các tốt cánh vua đã dâng cao cũng không khiến vua đen được an toàn hơn là bao nhiêu, trong khi lại mất đi cơ hội phản công tuyệt vời ở bên cánh vua. Trắng đẩy tốt F3, đột phá mở cột F cho xe tham chiến. Đen qua hậu G7, che chắn cho vua. Trắng ăn tốt lên G4, đen ăn tốt lên G4. Trắng qua xe D1, gây áp lực trên cột nửa mở D. Sau một hồi làm công tác chuẩn bị lực lượng, đen đẩy tốt D5, phát động chiến dịch phản công vào trung tâm. Trắng ăn tốt lên D5, đen ăn tốt lên D5. Lúc này thì đen có cặp tốt trung tâm khá là hổ báo. Song nếu thiếu đi sự hỗ trợ của các quân thì các tốt trung tâm này có thể là mục tiêu cho trắng phản công. Và đúng như chúng tôi dự đoán, trắng qua xe E1 bắt đầu tấn công vào mục tiêu là các tốt ở trung tâm. Không có cách nào khác, đen đẩy tốt E4, trắng ăn xe vào F8, đen ăn xe sang F8, trắng đẩy tốt C4, tiếp tục phản công vào trung tâm. Đen qua xe E8, huy động quân bảo vệ tốt. Trắng ăn tốt lên D5, đen ăn tượng lên D5. Trắng lùi mã về F1, chuẩn bị lên E3 block tốt đen, hoặc có thể di chuyển lên G3 để chuyển sang tấn công cánh vua. Lên hậu E5, thấy hậu đen rời bỏ vị trí phòng ngự, trắng lao hậu vào H6 rình rập. Không dám đùa với lửa, đen vội vã lùi hậu về G7 phòng thủ. Khi mà vua đen đang bị hở hang như thế này thì tất nhiên là trắng không muốn đổi hậu, liền kéo hậu sang D6 bắt tượng. Đen lùi tượng về C6 giữ vững thế trận. Trắng tung mã lên E3, block tốt đen và chờ hợi cơ hội sẽ tiến vào F5, mở cuộc phản công nhằm vào vua đen. Bí nước, đen liều lĩnh thúc tốt tiến xuống G3. Trắng ăn tốt lên G3, đen lên hậu E5, gạ đuổi quân hậu để đưa về cờ tàn. Song trắng nhất định không đổi, qua hậu G6 chiếu, len lại lùi hậu về G7, tiếp tục gạ gẫm trắng đổi hậu. Trắng chạy hậu sang D6, một lần nữa đen lại tiến hậu lên E5. Nếu mà lại cứ lắc hậu qua G6 nữa thì đen sẽ lập lại nước cờ và đề nghị hòa. Do đó trắng đổi nước lắc hậu sang H6, đen nhanh chóng ăn hậu vào G3, cân bằng lực lượng và bắt con xe ở E1. Trắng chạy xe sang F1, ăn xong tốt, đen lại lùi hậu về G7, tiếp tục dở bài cũ, đổi hậu nhé. Song trắng đã có sự phòng bị, lần này không qua hậu D6 nữa mà chạy hậu về H4, đen lại qua hậu H7 tìm cách đổi hậu. Thằng cha này dai thật, mình đã không muốn đổi mà cứ gạ gẫm là sao? Kazuna thầm nghĩ. Anh qua hậu G3 chiếu, đen thản nhiên qua hậu G7 che. Trắng lại lên hậu H4. Lần này thì chính Nakamura lại là người đổi nước. Anh lùi tượng về D7, ngăn chặn không cho mã trắng xâm nhập. Trắng qua xe D1 tấn công tượng, đen lên tượng E6. Sau một hồi chuyển quân, trắng bất ngờ tung mã về D5, phát động chiến dịch tấn công vua. Trường hợp mà đen ăn tượng vào D5 thì trắng sẽ ăn xe lên D5, đe dọa sang xe G5 bắt chết hậu. Đen lên xe E5 thì trắng sẽ xuống xe D8 chiếu. Đen chạy vua F7 thì trắng sẽ lùi xe về D7 chiếu bắt chết hậu. Trở lại ván cờ thực chiến, dù nhìn quân mã rất là ngứa mắt, song đen cũng không dám làm liều, liền qua xe F8 bảo vệ điểm F6 không cho mã trắng xâm nhập. Trắng ung dung ăn hậu sang E4, mồm kêu mình xin. Bị mất con tốt chay, đen lên hậu H6 cố gắng phòng thủ. Trắng qua xe E1 hợp sức tấn công tựa, đen qua xe D8 bắt lại mã. Trắng nhảy mã E7 chiếu,
Đen chạy vua lên F7, vừa bắt mã vừa bảo vệ tượng. Trắng chạy mã về G5, tấn công hậu. Trường hợp mà đen ăn tượng lên F5 thì trắng sẽ xuống xe, E7 chiếu bắt chết xe. Do đó đen đành phải chạy hậu qua G6, tử thủ. Chúng ta đều biết là Cazorla có lối chơi rất chắc chắn, thiên về chiến lược. Song anh tấn công cũng vô cùng sắc bén. Và khi ngửi thấy mùi chiến thắng, anh lập tức qua xe F1, dình tung đòn chiếu mở bắt chết hậu. Trước nước cờ quá hiểm của đối thủ, Nakamura liền lên tượng để phản công lại, bắt lại hậu. Không chậm trễ, trắng nhảy mã H6 chiếu, đen chạy vua sang G7. Trắng qua hậu G4, né hậu và bồi thêm đòn chiếu quyết định. Đến đây thì biết không còn khả năng chống cự, thần sấm Nakamura đành phải giơ hai tay xin hàng để tránh khỏi bị ăn hành. Trường hợp mà đen cố gắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.